chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay. Chương trình được phát trực tiếp vào lúc 6 giờ 30 phút trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Và ngày hôm nay là ngày 16 tháng 6 năm 2016. Hãy cùng Người Đưa Tin 24 giờ cập nhật những thông tin đáng chú ý trên các lĩnh vực của đời sống trước khi bắt đầu một ngày làm việc mới quý vị nhé. Nhưng trước khi đi vào nội dung chi tiết, Tấn Phước, Diễn Ngọc mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình sáng nay. Trong hôm qua, hỏa hoạn tiếp tục xảy ra ở một số nơi gây thiệt hại về tài sản. Đáng chú ý là vụ cháy xưởng sản xuất bao bì tại Bình Dương, ước tính thiệt hại lên đến hàng trăm triệu đồng. Tình hình giao thông diễn biến phức tạp, nhiều phương tiện bị hư hỏng sau va chạm, tính mạng con người bị đe dọa xuất phát từ sự lơ là khi tham gia giao thông. Ẩu đả trong quán nhậu, thậm chí giết người trong cơn say. Những vụ án mạng xuất phát từ rượu bia khiến dư luận phải rùng mình. Đó là sẽ là nội dung tiêu điểm sáng nay. Chưa có kết luận chính thức về hàm lượng phenol được phát hiện trong lô 30 tấn cá nục tại Quảng Trị. Thực phẩm và sức khỏe người tiêu dùng, chuyện không mới nhưng chưa bao giờ cũ. Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay muốn đề cập đến một loại gia vị được xem là kẻ giết người thầm lặng, tương ớt bẩn vào thẳng bàn ăn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình. Thưa quý vị, nhiều người trong chúng ta vẫn nghĩ rằng là mùa mưa thì nguy cơ cháy nổ ít do thời tiết ẩm ướt, vật liệu khó bắt lửa, từ đó dẫn đến sự chủ quan trong phòng ngừa cháy nổ khi sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt. Và trên thực tế là mùa mưa vẫn tràn ngập nguy cơ cháy nổ và chập điện. Nếu người dân không chủ động tìm kiếm giải pháp phòng ngừa hiệu quả, thì tất nhiên hệ lụy kéo theo là khôn lường. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được, vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa hôm qua, tại đường DH402 thuộc tổ 3, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, đã xảy ra vụ cháy lớn khiến một nhà xưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn bao bì Vĩnh Thành bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo các công nhân đang làm việc tại công ty cho biết, khi mọi người đang chuẩn bị nghỉ trưa thì nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra trong nhà kho chứa giấy đã thành phẩm. Khi đi kiểm tra thì mọi người thấy lửa đang bùng cháy dữ dội, liền hô hoán mọi người cùng nhau dập lửa. Tuy nhiên, do nhà xưởng chứa vật liệu giấy dễ bắt cháy nên ngọn lửa bùng phát mạnh và khó khống chế. Nhận được tin báo, đội phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp chữa cháy. Sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy mới cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, toàn bộ giấy và máy móc của nhà xưởng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Ước tính thiệt hại ban đầu lên đến hàng trăm triệu đồng. Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ. Khoảng 11 giờ trưa hôm qua tại ấp 3B, thị trấn 7000, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang cũng xảy ra vụ cháy căn nhà của gia đình chị Trần Thị Phương. Nhiều người dân xung quanh cho biết trước đó có nghe tiếng xẹt xẹt, chạy ra thì thấy lửa đã bốc lên dữ dội. Lúc đó bình ga không khóa nên xì ra ngoài, lửa bén nhanh. Trong lúc xảy ra cháy, gia đình chị Phương không có ai ở nhà nên không có thiệt hại về người. Nhưng vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà, ước thiệt hại khoảng 200 triệu đồng. Nhiều căn nhà xung quanh bị lửa cháy lẹm qua, nhưng may mắn dập tắt kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh các vụ hỏa hoạn thì tai nạn giao thông cũng là vấn đề đáng lo ngại hiện nay, khi mà hàng ngày thông tin về các vụ va chạm hay là va quẹt giao thông vẫn còn xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nói như vậy, để người dân chúng ta cần hết sức cẩn trọng khi tham gia giao thông trong mùa mưa bão như hiện nay, nhất là các bác tài ô tô, vì đây được xem là một loại phương tiện giao thông đường bộ để lại hậu quả nặng nề nhất khi chẳng may xảy ra tai nạn hay là sự cố trên đường. Và theo như ghi nhận về tình hình giao thông trong ngày hôm qua thì có khá nhiều vụ va chạm xảy ra với các loại xe ô tô khiến cho người đi đường thót tim, giao thông cũng bị ảnh hưởng. Như vào khoảng 10 giờ 15 phút trưa hôm qua thì một vụ va chạm liên quan giữa 3 xe ô tô đã xảy ra trên cầu vượt An Sương thuộc quận 12 thành phố Hồ Chí Minh khiến một tài xế bị thương. Khi đó xe tải loại 7,5 tấn mang biển kiểm soát 54S0223 lưu thông trên quốc lộ 1 hướng từ ngã tư Gò Mây về ngã tư Tân Thế Hiệp. Khi lên đến giữa cầu vượt An Sương thì đâm vào xe ben sửa chữa cầu đường mang biển kiểm soát 51C06329 đang dừng sát giải phân cách và có đặt biển cảnh báo phía sau để nhân viên quét dọn rác. Cú tông mạnh khiến xe ben lao về trước hơn 5m, hút vào giải phân cách trên cầu rồi dừng lại. Xe tải biển kiểm soát 54S0223 tròn về phía sau
và bị xe tải loại 2,5 tấn mang biển kiểm soát 57K6541 chạy tới đâm mạnh vào đuôi xe. Vụ tai nạn khiến tài xế xe ben bị thương, giao thông trên quốc lộ 1 qua cầu vượt An Sương bị ùn xe kéo dài khoảng 2 km. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 11 giờ 30 phút trưa hôm qua, một vụ va chạm nghiêm trọng đã xảy ra tại phường An Phú, quận 2 thành phố Hồ Chí Minh, khiến một tài xế xe ben mắc kẹt trong cabin bất tỉnh. Trước đó, chiếc xe ben mang biển kiểm soát 57L0838 đang lưu thông trên xa lộ Hà Nội hướng ngã tư Thủ Đức về cầu Sài Gòn. Khi vừa đổ dốc cầu Rạch Chiếc thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe ben mang biển kiểm soát 57L5150 chạy cùng chiều phía trước. Cú tông kinh hoàng làm đầu xe ben bẹp dúm, tài xế bất tỉnh và mắc kẹt trong cabin. Lúc này nhiều người dân xung quanh đã chạy đến dùng xà beng búa cạy cửa. Xe cẩu cũng được huy động để giải cứu tài xế. Hơn 30 phút sau, tài xế mới được đưa ra ngoài và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Xe ben còn lại cũng bị nát đầu, biến dạng. Vụ việc khiến giao thông qua khu vực ùn tắc. Rạng sáng qua tại khu vực cầu Bào Bàng trên quốc lộ 14 thuộc huyện Chân Thành, tỉnh Bình Phước đã xảy ra một vụ lật xe tải do tài xế ngủ gật. Cụ thể, chiếc xe tải biển kiểm soát 62C01834 do tài xế Lê Văn Hoàng, sinh năm 1989, thường trú tại tỉnh Long An điều khiển, chở phân bò, chạy từ hướng huyện Chân Thành đi thị xã Đồng Xoài. Đến địa điểm trên thì xe tải bất ngờ mất lái, đâm sập lan can thành cầu Bào Bàng, sau đó tiếp tục lao xuống suối ở độ cao khoảng 3 mét. Tại hiện trường, chiếc xe tải bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị biến dạng. May mắn tài xế và phụ xe chỉ bị thương nhẹ. Thưa quý vị, theo một thống kê thì Việt Nam là một trong những nước sử dụng rượu bia nhiều nhất thế giới. Người sử dụng rượu bia đang trẻ quá với 1/3 số người bắt đầu uống trước tuổi 20. Theo nhiều chuyên gia, sau khi uống rượu vào cơ thể thì sẽ gây nên ức chế và kích động thần kinh. Người uống cũng có thể không làm chủ được hành vi của mình, gây tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của người khác. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, thì vào ngày 14 tháng 6 vừa qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã mở phiên tòa xét xử hai đối tượng về các tội hiếp dâm, giết người, cướp tài sản. Hai bị cáo gồm Lê Văn Đặng, sinh năm 1997 và Lưu Văn Thắng, sinh năm 1994, cùng trú huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông. Đáng chú ý là cả hai bị cáo đều thực hiện hành vi phạm tội sau khi đã uống rượu, và đặc biệt là bị cáo Lê Văn Đặng phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi. Theo cáo trạng, đêm 12, rạng sáng ngày 13 tháng 12 năm 2015, sau khi uống rượu về, Đặng và Thắng thỏa thuận mua bán dâm với một phụ nữ trú cùng địa phương. Do không thỏa thuận được giá cả, nên người phụ nữ này đuổi Đặng và Thắng về. Lúc này, Đặng nảy sinh ý định hiếp dâm nên đã đẩy cửa xông vào, dùng tay siết cổ nạn nhân, thực hiện hành vi hiếp dâm và lấy của nạn nhân một chiếc điện thoại cùng 250.000 đồng. Còn Thắng ra ngoài dắt xe. Khi Đặng thực hiện hành vi hiếp dâm xong, Thắng quay lại dùng cẳng chân đè mạnh vào cổ nạn nhân, còn Đặng tiếp tục dùng tay bóp cổ khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, hai đối tượng lục tìm đồ đạc và lấy được một sợi dây chuyền vàng mang đi bán được 1.530.000 đồng chia nhau tiêu xài. Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai báo thành khẩn và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Tính đến thời điểm phạm tội, bị cáo Đặng chưa đủ 18 tuổi nên hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 18 năm tù về tội giết người, hiếp dâm và tội cướp tài sản. Bị cáo Thắng 17 năm tù vì tội giết người, 4 năm tù vì tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung là 21 năm tù giam. Đồng thời buộc hai bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại và những người có liên quan là trên 150 triệu đồng. Cũng là một vụ án mạng xảy ra sau khi sử dụng rượu bia. Báo Tuổi Trẻ thông tin là Phòng Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội BC45 Công an tỉnh Quảng Nam vừa cho hay đã tạm giữ Đặng Thành Được 35 tuổi cùng hai con gái là Đặng Như Quỳnh 17 tuổi và Đặng Thị Như Ý 14 tuổi cùng trú phường Cẩm Phô, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam để điều tra vụ việc một thanh niên bị đâm chết. Và theo hồ sơ vụ việc thì tối ngày 8 tháng 6, Được nhậu cùng với một nhóm thanh niên ở quán nhậu thuộc phường Cẩm Châu, thành phố Hội An. Trong đó thì có Nguyễn Hoàng Nam 20 tuổi, trú xã Cẩm Hà, thành phố Hội An. Đến khoảng 22 giờ thì hai người con gái ruột của Được là Quỳnh và Ý đến cùng nhậu. Sau đó thì Nam kêu mệt xin phép về trước nhưng mà bị ba cha con Được can ngăn. Và Nam tiếp tục ngồi lại bàn nhậu, ghé tai nói nhỏ với Quỳnh rồi sang bên đường đi vệ sinh. Trong khi Nam đi thì Quỳnh nói với ba thằng này láo và đập vỡ chai bia chạy theo đâm vào cổ nạn nhân. Nam chết trên đường đi cấp cứu, sau đó thì Được chở hai con gái về quê vợ ở An Giang trốn. Đến sáng ngày 14 tháng 6 thì ba cha con bị công an bắt giữ.
Và cũng có thể thấy là chưa bao giờ tác hại của việc lạm dụng rượu bia lại trở thành vấn đề nóng về sức khỏe, về kinh tế xã hội, về an ninh trật tự như hiện nay. Và không ít thanh thiếu niên sau khi uống rượu đã biến mình thành kẻ giết người, rơi vào dòng lao lý chỉ vì những chuyện rất đơn giản. Thì đâu là nguyên nhân của những vụ việc đau lòng như trên? Làm sao để hạn chế được những tác hại của rượu bia? Những vấn đề này sẽ được làm rõ trong phần tiêu điểm sáng nay. Thói quen ăn nhậu thường xuyên, quá đà, mất kiểm soát thường dẫn đến những hành vi hung hăng, côn đồ, đánh chém nhau gây thương tích, gây rối trật tự công cộng, vi phạm an toàn giao thông, gây tai nạn, thậm chí phạm vào những tội rất nghiêm trọng như hiếp dâm, giết người, cướp. Qua các vụ án gần đây cho thấy, các đối tượng gây án sau khi sử dụng rượu bia có đủ mọi lứa tuổi thành phần, từ người ở độ tuổi trung niên đến các đối tượng thanh thiếu niên chưa lập gia đình. Nhiều người vẫn còn chưa khỏi phẫn nộ trước vụ việc xảy ra ngày 24 tháng 2 năm 2016 tại huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Đối tượng Hồ Văn Hải sau khi uống rượu cùng người bạn rồi xin ngủ lại đã giở trò thú tính với cháu bé 7 tuổi là cháu của bạn mình. Tống vừa bờ lúa mấy ba lúa của họ rồi, trong đó ba cũng ba rồi đó. Bỏ xe đó mình về, mình phải phá cho mình. Giờ sai không nhớ, xe không sai thì chắc không linh, linh này đó. Cùng vợ chồng bên nhau, ông lấy cục đá, ông lìa trúng. Lúc đó em lấy cây luôn, em quất vô hai cái vào lưng, rồi đầu một phát, xong rồi đập nhau, cùng đập. Thì ngày hôm sau em thấy người đông biết thằng bị chết. Khi mà có mang rượu bia vào thì lại qua chứng lại thì dẫn đến mâu thuẫn, dẫn đến những cái vụ là cố ý gây thương tích, thậm chí có những vụ dẫn đến hậu quả chết thì mới biết. Điều đáng buồn hơn, hàng loạt vụ giết người mà nguyên nhân là do mâu thuẫn trên bàn nhậu đã xảy ra ở rất nhiều nơi. Mặc dù đều là anh em, bạn bè thân thuộc, nhưng rượu vào lời ra, chỉ một chút tức giận nhất thời mà nhiều người đã không ngần ngại ra tay thủ ác. Nhẹ thì nạn nhân chỉ bị thương tích, nặng thì mất một mạng người, để rồi người còn lại chịu cảnh tù tội trong hối hận muộn màng. Vào thời điểm cuối tháng 3 tại thành phố Hồ Chí Minh, đối tượng Đồng Xuân Đạo sau khi nhậu say đã xảy ra mâu thuẫn. Bực tức và đang có hơi men trong người, Đạo đã dùng dao đâm liên tiếp 7 nhát vào bạn cùng phòng, khiến người này bị thương tích nặng. Bên cạnh đó, còn có hàng nghìn lý do nhỏ nhặt khác như không rót rượu, vài lời khiêu khích hay do mâu thuẫn từ trước mà trong cơn say, nhiều người dễ dàng xuống tay tước đi mạng sống của người khác chỉ trong tích tắc. Pháp luật Việt Nam thì không miễn trừ những trường hợp uống rượu bia để được miễn trách nhiệm hình sự. Đối với người sử dụng rượu bia mà gây ra những cái hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội như là giết người, hoặc là hiếp dâm, đặc biệt là hiếp dâm trẻ em thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự. Tránh sao được khi mà ngày nay quán nhậu mọc lên nhiều nơi. Buồn người ta uống, vui người ta cũng uống. Không kể ban ngày hay đêm, đầu tuần hay cuối tuần, hay có tiệc tùng hay tụ họp đơn thuần, người ta cũng uống. Để rồi sau khi chén tạc chén thù, mâu thuẫn dù nhỏ cũng dễ dàng bùng phát thành cơn nóng giận, dẫn đến hành vi đi ngược pháp luật và luân thường đạo lý. Với những cái dạng người này thì có thể họ đánh ngay khi họ còn tỉnh, và cũng có thể họ đánh khi họ có rượu bia. Tuy nhiên cái tác động của rượu bia ở đây là không thể tránh khỏi, bởi vì nó là một cái chất có cồn. Đó là một cái chất mà có thể làm cho cái hệ thần kinh của bạn hoạt động bị sai lệch đi. Và thay vì nếu bình tĩnh thì tôi không đánh, tôi đủ kiềm chế để tôi chọn hành vi tốt hơn. Nhưng mà bởi vì với sự tác động của rượu bia, cái sự hưng phấn trong hệ thần kinh nó khó được kiểm soát thì tôi đánh người khác. Nhưng mà dĩ nhiên rượu bia ở đây nó không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính còn là cái định chuẩn giá trị của bản thân cái người đó như thế nào. Việc xây dựng nếp sống lành mạnh, hạn chế rượu bia dù luôn được tuyên truyền giáo dục bằng nhiều phương tiện, nhưng thực tế cho thấy vẫn chưa hiệu quả. Pháp luật dù có xét xử công minh cũng không thể làm thay đổi thói quen tật xấu vốn đã ăn sâu vào lối sống của con người. Việc thay đổi nhận thức, ý thức trước tác hại của rượu bia cho bản thân, gia đình, xã hội cần phải được chú trọng ngay từ trong cách nuôi dạy của gia đình, cách giáo dục của nhà trường. Có như thế, những vụ án đau lòng bắt nguồn từ rượu bia mới không còn gây nhức nhối như hiện nay. Chuyển sang một vấn đề khác cũng đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân trong mấy ngày gần đây. Đó là thông tin liên quan đến vụ 30 tấn cá nục bị nhiễm chất độc phenol được phát hiện tại kho đông lạnh của hộ kinh doanh của bà Lê Thị Thuộc ở thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
Trước những ý kiến trái chiều rằng là không có quy định cấm sử dụng phenol trong thực phẩm hay hàm lượng phenol đã được kiểm nghiệm trong lô cá nục này không đáng lo ngại, thì ngành y tế tỉnh Quảng Trị vẫn cho rằng đã là chất cực độc thì tuyệt đối không được có trong thực phẩm. Nhưng như vậy thì việc này vẫn chưa có kết luận chính thức. Chiều ngày 14 tháng 6 vừa qua, thì Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đã tổ chức họp với các cơ quan ban ngành có liên quan nhằm tìm ra phương hướng giải quyết. Tại cuộc họp lần này, đại diện ngành y tế vẫn giữ quan điểm chất phenol không được có trong thực phẩm. Theo báo cáo, lời khai ban đầu của chủ kho đông lạnh là lô cá được lấy mẫu kiểm tra có phenol là 30 tấn, nhưng thực tế kiểm tra trong kho chỉ có 20,5 tấn. Ngoài ra, lời khai của chủ kho hàng rằng lô cá được thu mua một lần, nhưng thực tế gồm 9 lô hàng nhỏ được thu mua nhiều lần khác nhau. Ông Trần Văn Thành, Giám đốc Sở Y tế nói, về tiêu chí phenol thì cả Sở Nông nghiệp và Y tế đều không có quy chuẩn, nhưng đây là chất độc dùng trong ngành công nghiệp tẩy rửa, không dùng trong công nghiệp thực phẩm. Về hàm lượng 0,037mg trên 1kg như vậy là bất thường đối với cá. Giờ phải lấy mẫu bổ sung để xét nghiệm thêm, nếu có thì phải tiêu hủy. Ông Hà Sĩ Đồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, trước mắt vẫn niêm phong số cá nục nhiễm phenol để chờ kết quả của các cơ quan trung ương, đồng thời yêu cầu động viên hộ bà Lê Thị Thuộc vượt qua khó khăn cũng như thu thập lại thông tin chính xác từ bà Thuộc để cung cấp tài liệu cho các cơ quan trung ương nhằm đưa ra kết quả chính xác, bảo vệ an toàn sức khỏe và tính mạng của người dân. Và theo ngành chức năng cho biết, vụ việc phát hiện cá nục bị nhiễm chất độc phenol đã khiến cho người tiêu dùng hoang mang lo lắng. Sự việc cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến những ngư dân đang ngành nghề khai thác thủy hải sản cũng như những người sống bằng nghề dịch vụ hậu cần biển. Do đó mà thiết nghĩ cần sớm có kết luận chính thức về vụ việc này. Và các ngành cũng cần phải nêu ý kiến đề xuất Bộ Y tế đưa ra quy chuẩn cụ thể và hàm lượng phenol trong thực phẩm. Từ đó sẽ có căn cứ xác định hàm lượng phenol như thế nào là ảnh hưởng tới sức khỏe để người dân có thể an tâm trong đánh bắt và tiêu thụ. Và trước những thông tin cá nục nhiễm quá chất phenol, rồi đây có phải là chất cấm trong thực phẩm hay không? Thực ra thì nhiều người dân vẫn còn rất mơ hồ về phenol và thắc mắc tại sao nó lại có trong cá biển. Nhóm phóng viên chương trình đã tìm đến chuyên gia về hóa học và chuyên gia về công nghệ thực phẩm để tìm hiểu về hóa chất độc hại này. Đáng lưu ý là các chuyên gia đều cho biết hiện tượng cá nhiễm chất hóa học phenol rất hiếm khi xảy ra. Lọ hóa chất phenol này là nguyên liệu để Phó Giáo sư Tiến sĩ Trịnh Lê Hùng cùng các chuyên gia tổng hợp nên nhiều hóa chất với những công dụng khác nhau. Từ phenol, các nhà khoa học có thể chế biến ra thuốc trừ sâu, chất dẻo và đặc biệt là chất tẩy rửa, chất sát trùng mạnh. Chỉ cần vô tình chạm tay vào dung dịch lỏng có tên phenol này là da tay của con người có thể bị bỏng trong chốc lát. Cũng theo các nhà khoa học, phenol là một nhóm chất hóa học với nhiều dẫn chất khác nhau. Có phenol đơn dòng và phenol đa dòng. Phenol đa dòng rất nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Công thức hóa học của phenol là C6H5OH. Các chuyên gia lý giải, cấu trúc dùng nhân thơm 6 cạnh này độc hại với cơ thể con người vì mạch dòng rất chắc chắn, bền vững. Khi đi vào cơ thể rất khó bị phân hủy, đào thải. Thay vào đó, nó ở lại cơ thể và gây ra những tác hại về sức khỏe. Cơ quan an toàn thực phẩm của Quảng Trị ấy, là họ không đi vào cái chất nào mà nó đi thẳng vào phân tích là chất phenol. Ở đây chứng tỏ là gì? Người ta đã định hướng được, người ta định ra khả năng, tức là ở đây có thể nhiễm phenol. Vậy thì có một cái sự dấu hiệu vào đó chứ, người ta mới có thể đi tìm vào cái đó gì. Phenol rất hiếm khi gặp vào trong thực phẩm. Tôi cho rằng là họ đã có một sự tình nghi nào đó mà họ mới định hướng ra tìm cái hầm thế phenol, mà cái nồng độ nó rất thấp, tức là 0,37 phần triệu mà họ phát hiện ra được. Đó là một cái mà họ rất là tinh tế trong cái chuyện này. Còn theo các chuyên gia về công nghệ thực phẩm, hiện tượng cá biển nhiễm phenol là rất hiếm gặp. Cá có thể nhiễm phenol từ nhiều nguồn khác nhau, một trong số đó là môi trường nước thải. Đây là trường hợp đầu tiên mà ở Việt Nam đã có thể xuất hiện hiện tượng này. Thì ở đây tôi xin nói thế này nè, vì sao trong cá có phenol? Đây là chúng ta cần giải thích. Vì cho nên bây giờ rác rưởi rồi là những chất xả thải xuống biển là có khả năng gây ra nguy cơ, tức là nhiễm độc cái môi trường biển bằng những cái chất khác nhau. Trong đó một trong chất đó có thể là phenol. Chứ cũng theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, phenol là chất độc nhưng mà mức độ ảnh hưởng đến cơ thể thế nào còn phụ thuộc vào nồng độ hấp thụ. Chưa kể phenol khi vào cơ thể sẽ được bài tiết một phần qua da, qua nước tiểu. Do đó mà trong khi chờ đợi kết luận từ các cơ quan chức năng, thì Phó Giáo sư Tiến sĩ Thịnh cũng khuyên là người dân không nên quá quan mang. Nếu gia đình nào cẩn trọng khi mua cá về thì có thể rã đông tự nhiên, sau đó ngâm và rửa dưới nước sạch, nước ấm nhiều lần. Nếu có, phenol sẽ tan ra.
và đặc biệt là nên bỏ da các mô xốp như là ruột, mang cá vì những mô này rất dễ nhiễm độc hơn. Và liên tục chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay, mời quý vị tiếp tục theo dõi những thông tin đáng chú ý sau. Câu chuyện về bé trai 2 tuổi bị bỏ lại quán phở ở Hà Nội. Liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, bắt xe tải chở gần 3 tấn gà không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa. Tương ớt bẩn vào thẳng bàn ăn, mối nguy hại tiềm ẩn cho sức khỏe người tiêu dùng. Nhức nhối tệ nạn ma túy và những kẻ tiếp tay cho tệ nạn này, nhóm phóng viên điều tra đã có cuộc thâm nhập vào thị trường mua bán đồ nghề đập đá tại thành phố Hồ Chí Minh. Và sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, cho đến ngày hôm nay thì dư luận vẫn chưa hết xôn xao vì dù việc bé trai 2 tuổi bị bỏ rơi tại một quán phở ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cùng 200.000 đồng và một bức tâm thư. Mặc dù cha mẹ cháu bé đã đến trung tâm bảo trợ xã hội để nhận lại đứa con của mình, đây không chỉ là niềm hạnh phúc vô bờ của riêng bé trai này mà còn là tin vui đối với tất cả những ai đã theo dõi câu chuyện của cháu trong những ngày qua. Hai ngày ở trung tâm bảo trợ xã hội 3, thành phố Hà Nội, bé Đăng chưa kịp làm quen với các bạn mới, lạ nhà, xa bố mẹ và luôn trong tình trạng sợ hãi. Khi ấy, vòng tay ấm dỗ về em không còn phải là của bố, của mẹ mà là của các cô điều dưỡng. Bố mẹ cùng người thân của bé Đăng đã tìm đến trung tâm để làm thủ tục nhận lại con. Khác với thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội rằng bé Đăng được bố đưa đến quán phở, sau đó liền phóng xe đi luôn, không thấy quay lại, thì thực tế bố cháu là anh Lê Văn Yên khẳng định anh không hề biết chuyện này. Tôi cũng đi làm xa, tôi không biết được, trên mạng thông tin thì nói là cũng được nghe mọi người bảo là con mày ở bứt bỏ rơi ở ngoài đường, thì cái bảo là bố bỏ rơi con là không có, nhưng đấy là mạng báo họ nói thôi. Thì đây là bố lúc nào cũng người thương con rồi, bố đi làm ở nơi xa cũng không biết. Theo chia sẻ của anh Liên, vợ chồng anh ly hôn khoảng 2 năm nay. Con lớn ở với anh, còn cháu Đăng ở với mẹ. Trong khoảng thời gian đó, anh chỉ được gặp con 1-2 lần. Mẹ cháu đang bỏ rơi là nói là khai rằng là bố. Tin cháu về đây thì muốn là xin cháu về. Xin cháu về để mẹ nó biết ăn năn hối lỗi rồi cho mẹ nó kiểu là nuôi con. Sau khi kiểm tra giấy tờ và hoàn tất thủ tục, Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3 đã trao lại cháu Đăng cho gia đình. Những giọt nước mắt hối hận và có cả hạnh phúc, những cái ôm thật chặt từ cha, từ mẹ. Sau nhiều ngày xa cách, bé Đăng lại được trở về trong vòng tay quen thuộc và nở nụ cười. Thưa quý vị và các bạn, đây có lẽ là một cái kết có hậu cho một câu chuyện không vui, nhưng lại mở ra nhiều suy nghĩ về trách nhiệm của cha mẹ đối với con cái, về số phận của những đứa trẻ thơ bị bỏ rơi và về thực trạng đau lòng hiện nay. Là tại sao ngày càng có nhiều đứa trẻ vô tội bị bỏ rơi như vậy? Trong khi đó thì rất nhiều người khao khát có được một đứa con mà chẳng thể nào có được. Trẻ em nào cũng rất cần được sống cùng với người thân, được cha mẹ yêu thương, che chở, bảo bọc. Đó cũng là lý do mà người lớn chúng ta, nhất là những bậc cha mẹ, cần tạo dựng cho con cái mình một gia đình, một môi trường tốt nhất để các em phát triển hoàn thiện trong tương lai. Vâng, thưa quý vị, khi mà nhắc đến những chủ đề được bàn tán nhiều trong những ngày gần đây thì chúng ta không thể nào không kể đến các thông tin về vệ sinh an toàn thực phẩm đang thu hút được sự quan tâm đặc biệt của người dân và nhất là những bà nội trợ. Liên tiếp những vụ mua bán vận chuyển thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc đã được ngăn chặn, cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng. Và cũng liên quan đến vấn đề nóng này thì sáng hôm qua, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao gần 3 tấn gà không rõ nguồn gốc xuất xứ cho Chi cục Thú y và Đội Quản lý Thị trường Thanh Hóa để tiến hành xử lý theo quy định. Trước đó, tại km 307 quốc lộ 1A, tổ tuần tra kiểm soát của Trạm Cảnh sát Giao thông 4.1 thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa phát hiện chiếc xe tải lưu thông hướng Hà Nội-Thanh Hóa với tốc độ cao. Tổ công tác đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, phát hiện trên xe chở gần 3 tấn gà sống. Tài xế xe tải là Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1977, trú tỉnh Thanh Hóa, không xuất trình được giấy tờ có liên quan đến số gà nói trên.
Tài xế Thanh khai nhận số gà này được thu gom tại một chợ thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội, đem về xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa để bán cho người tiêu dùng trên địa bàn và một số địa phương lân cận. Và nếu ngẫm lại thì chúng ta sẽ thấy làm giữ một lượng lớn thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc vẫn hàng ngày được các đối tượng gian thương âm thầm chế biến và cung cấp cho thị trường như hiện nay, thì người tiêu dùng Việt sẽ còn nạp vào người không ít hóa chất độc hại. Và cứ thế kéo dài trong một vài năm thì sức khỏe không bị ảnh hưởng mới là chuyện lạ. Và phóng sự về... Mình có loại can 20 lít không? Không. Lấy 4 bình là 20 lít. Loại tương ớt được chúng tôi mua về này chỉ được đóng trong can nhựa 5 lít và kèm theo đó là không một dòng thông tin về nhà sản xuất, lại càng không có thông tin về thành phần có trong đó. Và đương nhiên, người xem cũng có quyền đặt nghi vấn rằng liệu loại tương được quảng cáo là ngon này có an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Đáng ngại hơn, đây là loại tương được dùng rất phổ biến tại các quán ăn ngoài lề đường. Dạo qua một vòng vài chợ khác tại khu vực nội thành, không khó để bắt gặp những can, thùng tương ớt được đóng sẵn để bán cho khách. Những cái loại tương ớt mà không rõ nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ và khi người tiêu dùng sử dụng vào thì có thể là gây ngộ độc. Tại vì ngoài cái rhodamine B nó độc thì khi những cái tương sử dụng trôi nổi trên thị trường thì được sản xuất từ những cái quy trình sản xuất mà có thể không đảm bảo hợp vệ sinh hoặc là sử dụng những cái chai lọ mà không qua khử trùng tốt thì coi như là dễ, rất là dễ những cái nguy cơ ngộ độc và những cái nguy cơ mà mắc những cái bệnh lây qua đường tiêu hóa. Ngoài giá rẻ thì một nguyên nhân khác khiến cho sản phẩm tương ớt không đảm bảo vẫn sống khỏe đến từ thói quen sử dụng thức ăn đường phố có phần dễ dãi của người dân. Người tiêu dùng dù biết bẩn, không an toàn, biết sản phẩm ấy độc hại nhưng vẫn tặc cho qua. Điều này đã vô tình tiếp tay cho việc tiêu thụ sản phẩm tương ớt không có nguồn gốc đảm bảo. Và như thế, tương ớt vẫn hàng ngày, hàng giờ bủa vây bàn ăn của người dân. Thưa quý vị và các bạn, như là nhiều người trong chúng ta đã biết, ma túy là chất gây nghiện, có tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người và nhiều hệ lụy xã hội đau lòng cũng bắt nguồn từ đây. Đáng buồn là trong khi toàn xã hội đang ra sức đẩy lùi tệ nạn ma túy, thì một số cá nhân đem vì lợi ích trước mắt mà tham gia mua bán, vận chuyển hoặc là tiếp tay cho việc sử dụng chất cấm chết người này. Như tại thành phố Hồ Chí Minh thì việc mua bán các dụng cụ hỗ trợ để sử dụng chất ma túy vẫn đang diễn ra khá phổ biến tại các điểm bán thuốc lá, rồi nước giải khát ven đường, thậm chí là đến cả các cửa hàng bán dụng cụ y khoa. Nhóm phóng viên điều tra đã thâm nhập vào thị trường mua bán đồ nghề đập đá và ghi nhận về thực trạng đáng lo ngại này. Theo một số tay chơi, nỏ và bình là dụng cụ không thể thiếu để hút ma túy đá. Nỏ có giá từ vài chục ngàn đồng một cây. Còn bình hút thì khá đa dạng về mẫu mã, từ hàng bình dân đến hàng cao cấp, có giá từ vài chục ngàn đồng đến vài chục triệu đồng một bình. Tại điểm bán thuốc lá ven đường thuộc khu phố Tây, quận 1, một cây nỏ bán lẻ có giá 35 ngàn đồng. Thấy chúng tôi chụp hình thì người bán ngăn lại. Ai cho nhộm, mua một cái em về đi coi. Còn người phụ nữ bán hàng tại cửa hàng dụng cụ y tế trên đường Thành Thái, quận 10 báo giá bán lẻ nỏ là 20 ngàn đồng một cây. Lẻ 10 cây giá 15, lấy 8 cây giá 10 ngàn. Của Trung Quốc hay Việt Nam? Việt Nam. Khi chúng tôi hỏi mua nỏ làm gì thì người đàn ông tại cửa hàng này cho hay. Trong khi đó, nhân viên tại cửa hàng bán dụng cụ y khoa khác cho biết. Ở đây hỏi nhiều lắm mà đâu có bán. Một số điểm bán thuốc lá ở ven đường Trường Chinh, quận Tân Bình là nơi nhiều dân chơi tìm đến mua sắm đồ nghề đập đá. Tại đây có bán nhiều mẫu mã nỏ và bình hút ma túy đá. Các bình cao cấp được làm bằng pha lê hoặc thủy tinh với các hình dáng như là con hổ, chim ưng, rồng. Người bán ở đây ra giá từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng. Bán 15 ngàn. Còn em mà quen biết thì có 10 ngàn. Trung Quốc nó thu ở hàng Việt Nam là như cái bệnh này, bệnh Trung Quốc là với bệnh Việt Nam là đáng hai cái bệnh nào đẹp hơn. Này thôi, nhận VIP á, dành chơi dưới VIP á, mới sắm mấy lượng mấy cọc đồng lớn thôi. Đây là một hành vi rất nguy hiểm bởi nó đã tạo điều kiện cho các rất nhiều người sử dụng vào việc sử dụng ma túy. Hành vi này nó góp phần
để làm tăng thêm cái nguy cơ đối với cái giới trẻ hiện nay, nhất là trong việc sử dụng ma túy đá. Thượng tá Võ Văn Trai, Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra và xử phạt hành chính những điểm cung cấp, sản xuất các loại công cụ, vật liệu dùng để sử dụng chất ma túy. Đối với điểm bị phát hiện lần đầu mua bán, sản xuất các loại công cụ, vật liệu dùng để sử dụng chất ma túy, sẽ xử phạt hành chính và yêu cầu không tái mua bán. Nếu còn tái vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật. Chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay tiếp tục với những tin tức quốc tế. Trước tiên là một số nội dung chính. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy kẻ xả súng ở Orlando từng có ý định tấn công các mục tiêu khác. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed quyết định giữ nguyên lãi suất cơ bản. Định vị được các mảnh vỡ của chiếc máy bay Airbus A320 thuộc hãng hàng không Ai Cập Egypt Air gặp nạn trên Địa Trung Hải hôm 19 tháng 5. Một cuộc trưng bày nghệ thuật tại New York, Mỹ gây ấn tượng cho người xem với tranh bằng chất liệu vỏ đạn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thông tin về cuộc điều tra vụ xả súng kinh hoàng tại một hộp đêm ở thành phố Orlando, bang Florida, Mỹ hôm 12 tháng 6 vừa qua. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đêm qua cho biết hiện chưa có dấu hiệu cho thấy kẻ xả súng đã định tấn công các mục tiêu khác. Trong một cuộc họp báo, đặc vụ FBI John Harper đồng thời kêu gọi những người từng có liên hệ với tay súng Omar Martin hay có thông tin về đối tượng này hãy trình báo với FBI. Tuy nhiên, FBI không đưa ra bình luận về Noor Salman, vợ của Omar. Trước đó, hãng tin Anh Reuters dẫn nguồn tin từ giới chức thực thi pháp luật Mỹ cho biết Salman đã biết trước kế hoạch xả súng của chồng. Trong hai tháng qua, bên cạnh hộp đêm Burns, Salman đã đi cùng với Omar đến khu giải trí và mua sắm Disney Springs, cùng với khu nghỉ dưỡng Disney World. Theo truyền thông Mỹ, đây có thể là các chuyến đi dò xét mục tiêu tấn công. Căng thẳng đang leo thang tại khu vực biên giới giữa Afghanistan và Pakistan sau các vụ đụng độ xảy ra liên tiếp gần đây giữa binh sĩ hai nước khiến nhiều người thương vong. Đêm qua, quân đội Pakistan đã lên tiếng cáo buộc phía Afghanistan nã pháo qua biên giới khiến các binh lính Pakistan phải đáp trả. Người phát ngôn quân đội Pakistan tướng Asim Bagua đã có cuộc trả lời phỏng vấn với báo giới về những căng thẳng giữa hai nước liên quan đến việc chính quyền Islamabad xây cổng kiểm soát an ninh tại cửa khẩu Tothkhum. Tướng Asim nêu rõ. Các binh lính Afghanistan đã bắn về phía chúng tôi. Trong lúc đó thì chúng tôi đang xây dựng cổng kiểm soát an ninh tại Tothkhum. Điều tất nhiên là lực lượng Pakistan buộc phải đáp trả vì chúng tôi được đào tạo để phản ứng trong những trường hợp như thế. Cũng đêm qua, chính phủ Pakistan đã cho triệu đại sứ Afghanistan để trao công hàm phản đối việc một thiếu tá quân đội Pakistan thiệt mạng trong một vụ nã pháo của lực lượng Afghanistan, đồng thời hối thúc chính phủ Afghanistan hành động ngay lập tức nhằm chấm dứt tình trạng này. Căng thẳng bắt đầu bùng phát tại cửa khẩu Tothkhum kể từ khi Pakistan tiến hành xây dựng cổng kiểm soát an ninh. Tuy nhiên, phía Afghanistan đã cực lực phản đối một hoạt động trên phần lãnh thổ đang tranh chấp. Các vụ đấu súng hàng ngày giữa hai bên xảy ra kể từ hôm 12 tháng 6 đến nay đã khiến 3 binh sĩ và 2 dân thường Afghanistan thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ra lệnh kiểm tra đột xuất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang trong bối cảnh các bộ trưởng quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 14 tháng 6 vừa qua nhất trí điều 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và các nước vùng Baltic giáp với Nga. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập đột xuất nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội cũng như tình trạng của các kho vũ khí và thiết bị quân sự sẽ kéo dài đến ngày 22 tháng 6. Ngoài ra, cuộc diễn tập cũng giúp đánh giá tốc độ điều động các đơn vị dự bị trong các trường hợp khẩn cấp như chống thiên tai, ứng phó với xung đột vũ trang. Nga tiến hành kiểm tra đột xuất quân đội giữa lúc NATO sắp tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Ba Lan vào ngày 8 và 9 tháng 7 tới. Dự kiến tại hội nghị, NATO sẽ chính thức thông qua kế hoạch triển khai 4 tiểu đoàn đến Ba Lan và 3 nước vùng Baltic. Theo các nguồn tin ngoại giao, tổng số binh sĩ trong 4 tiểu đoàn trên vào khoảng 2.500 đến 3.000 người, chủ yếu do Mỹ, Anh, Đức góp quân.
quan hệ giữa Nga và NATO đã căng thẳng sau sự kiện bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga năm 2014. Chương trình xin được tiếp tục với cụm tin vắn, mở đầu là thông tin về tai nạn tại một công trình xây dựng cầu ở Đức. Đêm qua, một phần của chiếc cầu đang được xây dựng trên tuyến quốc lộ A7 ở bang Bavaria đã bất ngờ đổ sập, trong lúc có khoảng 20 công nhân đang làm việc. Lực lượng cứu hộ đã có mặt ngay sau đó để tìm kiếm những người bị chôn vùi dưới các đống đổ nát. Báo cáo ban đầu cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và 12 người khác bị thương trong vụ tai nạn này. Trong cuộc họp vào đêm qua, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã quyết định giữ nguyên mức lãi suất cơ bản từ 0,25% đến 0,5%, vốn được áp dụng từ tháng 12 năm 2015 tới nay. Tháng 3 vừa qua, Fed cho biết có thể tiến hành hai đợt nâng lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh của thị trường việc làm tại Mỹ trong tháng rồi và khả năng Anh rời khỏi Liên minh châu Âu EU trong cuộc trưng cầu dân ý vào tuần tới đã khiến cho các triển vọng kinh tế thêm ảm đạm. Tập đoàn công nghệ khai thác không gian SpaceX của Mỹ đêm qua đã phóng thành công tên lửa Falcon 9 mang theo hai vệ tinh truyền hình lên quỹ đạo trái đất, nhưng lại thất bại trong việc hạ cánh nó xuống một xà lan trên biển. Điều này đồng nghĩa với việc SpaceX mất một quả tên lửa, cũng như đặt dấu chấm hết cho ba cuộc hạ cánh thành công trước đó của Falcon 9 trên biển và trên mặt đất. Một thế giới toàn cảnh, chương trình người đưa tin 24 giờ sáng nay sẽ tiếp tục với những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, đêm qua, Ủy ban điều tra Ai Cập về vụ rơi máy bay chở khách của hãng hàng không Egyptair cho biết một tàu hải quân Pháp tham gia tìm kiếm đã định vị được các mảnh vỡ của chiếc máy bay xấu số này. Gần một tháng kể từ sau vụ chiếc máy bay Airbus A320 của Egyptair chở 66 người trong hành trình từ Paris, Pháp đến Cairo, Ai Cập bị rơi trên địa Trung Hải hôm 19 tháng 5, mọi hy vọng tìm kiếm chiếc máy bay này tưởng chừng như đã tắt khi thời lượng pin của các hộp đen sắp cạn kiệt. Song hy vọng mới đã lóe lên khi một tàu hải quân của Pháp sử dụng thiết bị thăm dò ở vùng biển nước sâu đã định vị được các mảnh vỡ của máy bay nằm trên nhiều vị trí khác nhau. Các mảnh vỡ này nằm ở độ sâu khoảng 3.000 mét dưới địa Trung Hải. Chuyển sang một thông tin y học đáng chú ý. Một công ty X-Quan đang thử nghiệm liệu pháp điều trị ung thư bằng ánh sáng, gọi là liệu pháp quang động lực, sử dụng ánh sáng để tiêu diệt khối u ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn đầu. Liệu pháp này do hai giáo sư người Israel tại Viện Khoa học Weizmann phát minh. Các cuộc thử nghiệm lâm sàng đang được tiến hành trên 50 bệnh nhân đầu tiên. Mỗi lần điều trị mất khoảng 90 phút để hoàn thành. Các hình chụp cắt lớp cho thấy trong hầu hết các trường hợp, khối u ung thư tuyến tiền liệt biến mất chỉ sau 2 tuần lễ. Trong giai đoạn điều trị đầu tiên, các bác sĩ dùng thiết bị siêu âm để đưa các sợi quang học vào cơ thể của bệnh nhân, đến gần mạch máu nuôi khối u. Sau đó, một loại thuốc có tên Tucat được tiêm vào máu. Thuốc Tucat làm cho ánh sáng trở nên độc hại đối với các mô sống. Khi các bác sĩ chiếu sáng sợi quang học trong cơ thể, các tế bào tiếp cận với ánh sáng tại khối u sẽ bị tiêu diệt. Liệu pháp này còn có ưu điểm so với cách điều trị ung thư tuyến tiền liệt thông thường, lại tránh được những tác dụng phụ của phẫu thuật, xâm lấn hay xạ trị. Chủ thầu xây dựng bảo tàng Louvre Abu Dhabi ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE vừa di dời những bức tường ngăn nước biển tạm thời bao quanh công trình này để nước biển tràn vào bên trong. Đây là bước cuối cùng trong dự án đầy tham vọng về một bảo tàng dưới biển của UAE. Công trình mang tính biểu tượng này tọa lạc tại thủ đô Abu Dhabi và do kiến trúc sư người Pháp Jean Nouvel thiết kế với chi phí xây dựng lên đến nửa tỷ euro. Sau khi hoàn thành, bảo tàng Louvre Abu Dhabi sẽ có không gian trưng bày rộng 9.200 m². Mái vòm của công trình được thiết kế với những khoảng trống được tính toán cực kỳ chính xác để ánh nắng rọi xuống và không gian bên dưới sẽ tạo hình của những cây cọ. Hệ thống dẫn nước được xây dựng dựa trên kỹ thuật của người Ai Cập cổ đại giúp đưa nước biển chảy len theo các phòng trưng bày và dẫn ra các khu vực bên ngoài bảo tàng. Theo một thỏa thuận hợp tác kéo dài 30 năm trị giá 1 tỷ euro giữa Pháp và UAE, nhiều bảo tàng lớn của Pháp, trong đó có bảo tàng Louvre,
cho phép UAE lấy bản thiết kế để xây dựng các bảo tàng tương tự. Ban quản lý bảo tàng Louvre Abu Dhabi hiện vẫn chưa công bố thời điểm khánh thành công trình độc đáo này. Phòng triển lãm Adelson tại thành phố New York của nước Mỹ đang mở cửa trưng bày những tác phẩm nghệ thuật của nghệ sĩ người Colombia anh Federico Uribe. Gây ấn tượng cho người xem chính là sự sáng tạo của tác giả khi sử dụng giỏ đạn để làm nên tác phẩm. Anh Federico Uribe mua giỏ đạn từ một công ty tái chế ở thành phố Miami, bang Florida và sử dụng chúng để tạo thành các bức tranh sống động hay các tác phẩm về loài vật như báo, chim, rắn, rùa với kích thước như thật. Theo anh Uribe, cảm hứng sáng tạo nghệ thuật của anh xuất phát từ cuộc chiến đau thương dai dẳng nơi quê nhà. Tôi muốn mang đến cho người xem các tác phẩm có thể lột tả hết những nỗi đau mà chiến tranh đã gây ra, nhưng chúng vẫn mang nét đẹp của nghệ thuật. Khi xem những tác phẩm như thế này, phản ứng đầu tiên của khách tham quan thường là sợ hãi, tuy nhiên họ nhanh chóng nhận ra vẻ đẹp của chúng ngay sau đó. Phòng triển lãm Adelson sẽ mở cửa đón khách tham quan đến hết tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, các cuộc đua vượt chướng ngại vật đầy thách thức luôn thu hút sự quan tâm của những ai yêu thích vận động. Không chỉ dành cho người lớn, hoạt động này cũng thường được tổ chức ở nhiều trường học tại Canada để giúp cho học sinh vui chơi và khuyến khích các em rèn luyện sức khỏe. Tiếp theo chương trình, chúng ta hãy cùng đến với tỉnh bang Alberta để xem cuộc đua vượt chướng ngại vật thường niên mang tên Tumblebee Test lần thứ 10 vừa diễn ra nhé. Tham gia sự kiện có hơn 100 học sinh đại diện cho các trường ở địa phương. Những em này đã trải qua nhiều đợt kiểm tra về sức khỏe và thể lực trong cả năm học. Để về đến đích, các vận động viên phải vượt qua nhiều khúc cua, 24 chướng ngại vật và 2 vũng bùn. Tuy đường đua nhiều khó khăn, nhưng các em đều tỏ ra phấn khởi và phấn chấn mỗi khi vượt qua một thử thách. Trong những năm qua, số lượng học sinh tham gia cuộc đua vượt chướng ngại vật Tumblebee Test ngày càng đông và độ khó của đường đua cũng được tăng cường. Đối với các em, đây không chỉ là một trò chơi mà còn là dịp tiếp thu được những bài học mới bổ ích cho cuộc sống. Các trò chơi này được thiết kế phù hợp với độ tuổi và rất có ích trong việc khuyến khích các em rèn luyện thể chất, nghị lực, sự quyết tâm vượt qua mọi khó khăn không chỉ trong cuộc đua, trong học tập mà cả trong cuộc sống. Tiếp tục chương trình là một câu chuyện quốc tế với các nội dung sau. Do hoàn cảnh nghèo khó, không ít gia đình ở nhiều vùng của Afghanistan buộc phải cho con cái làm lụng vất vả, mặc dù các em đang ở độ tuổi đến trường. Thực trạng lạm dụng, thậm chí cưỡng bức lao động đối với trẻ em hiện vẫn phổ biến, dẫu biết rằng điều đó là bất hợp pháp. Nhật Bản nỗ lực khai thác tiềm năng du lịch bằng đường sắt với việc ra mắt những dịch vụ mới tiện nghi, cao cấp và mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống ngay trên các chuyến xe lửa. Sự đổi mới này được kỳ vọng sẽ mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách khi đến với đất nước mặt trời mọc. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều năm dài chìm trong chiến tranh và xung đột, quốc gia Nam Á Afghanistan đã gần như kiệt quệ. Một hoạt động kinh tế đều phụ thuộc lớn vào viện trợ nước ngoài và nguồn kinh phí do các lực lượng quốc tế mang đến. Gần đây thì nước này càng trở nên khó khăn hơn khi binh lính nước ngoài không còn hiện diện nữa. Vì trong bối cảnh đất nước nghèo khó như thế thì đời sống của người dân không thể được đảm bảo. Chính vì thế mà không ít gia đình buộc phải cho con cái lao động vất vả, mặc dù các em đang ở độ tuổi học hành. Câu chuyện ngay sau đây ở tỉnh Nangarhar, miền đông Afghanistan sẽ cho chúng ta thấy thực trạng này. Từ sáng sớm đến chiều tối, hầu như ngày nào cũng vậy, những đứa trẻ này luôn phải lao động cực nhọc với nghề làm gạch. Tiền công mà các em kiếm được góp phần trang trải cuộc sống gia đình. Ở cơ sở thuộc tỉnh Nangarhar này, có ít nhất 2 gia đình buộc phải cho con trẻ theo làm lụng vất vả. Trong đó, anh Razikhan và các con đang làm công để trả khoản nợ tương đương 1.500 đô la Mỹ, tức hơn 33 triệu đồng Việt Nam mà họ đã vay từ ông chủ lò gạch cách đây 10 năm. Đến nay, số nợ đó vẫn chưa dứt. Thật sự tôi cảm thấy tuyệt vọng với cuộc sống hiện nay. Tôi không kiếm đủ cái ăn cái mặc và những thứ khác cho gia đình mình. Tôi cũng không thể vay mượn tiền ở đâu nữa, kể cả từ chủ lò gạch này. Trong hoàn cảnh như thế, bọn trẻ con của anh Ravi đã không còn cách nào khác hơn là chấp nhận số phận. Điều đó có nghĩa là các em phải từ bỏ việc học
làm công cùng cha mình để trả nợ và kiếm sống. Cha em làm việc ở đây một mình, nên chúng em phải phụ tiếp bởi gia đình không còn ai nữa. Nếu có người làm, chúng em đã có thể đến trường học hành rồi. Về phía giới chủ, họ phớt lờ thực tế rằng thuê mướn trẻ em như bé Sabila làm công là bất hợp pháp. Một nhà quản lý của lò gạch tỏ ra bình thản trước kiểu cưỡng bức lao động này. Không có gì là hạn chế ở đây cả. Họ cần làm việc thì chúng tôi thuê. Nhưng có điều chắc chắn là họ phải trả khoản nợ đã vay mượn. Trước nạn lạm dụng lao động trẻ em, chính quyền địa phương dường như chẳng hay biết. Ông Salim Khan Kunduzi, tỉnh trưởng Nangaha, có vẻ chưa rõ về tình trạng này. Tôi sẽ tìm hiểu thông tin kỹ hơn. Chức trách của tôi là lắng nghe những khó khăn của người dân, rồi sau đó tôi mới tìm cách giải quyết. Tuy nhiên, sau khi nạn lạm dụng lao động trẻ em ở Afghanistan được phản ánh trên các phương tiện truyền thông, vài câu chuyện điển hình được loan truyền qua mạng xã hội, thì đã có nhiều nhà hảo tâm tổ chức từ thiện từ nhiều nơi trên thế giới, quyên góp hàng ngàn đô la Mỹ. Khoản tiền này đã được một nhóm phóng viên quốc tế mang đến tận nơi ở tỉnh Nangaha để hỗ trợ cho một số gia đình có con em bị cưỡng bức lao động. Qua đó, các nhà từ thiện hy vọng bọn trẻ sẽ được trở lại trường học thay vì phải tiếp tục lao động cực nhọc. Với khoản tiền này, tôi sẽ cố trả xong nợ đã vay. Khi đã rảnh nợ, tôi và đứa lớn sẽ tiếp tục đi làm để kiếm sống. Đứa nhỏ sẽ được đi học. Bé Mawa, con gái anh Burhanuddin, đã không kìm được những giọt nước mắt hạnh phúc khi nghĩ đến diễn cảnh được trở lại trường cùng bạn bè đồng trang lứa. Em rất vui mừng. Em không phải làm gạch nữa và sắp được đi học rồi. Theo giới phân tích, sự hỗ trợ từ bên ngoài sẽ không bao giờ đủ nếu như giới chức lãnh đạo Afghanistan và người dân không nỗ lực chấn hương đất nước sau nhiều năm dài xung đột, xã hội bất ổn, kinh tế kiệt quệ. Thực tế hiện nay, ở nhiều vùng thuộc quốc gia Nam Á này, cái nghèo đã khiến thực trạng lạm dụng lao động trẻ em vẫn phổ biến, dù biết rằng điều đó là không hợp pháp. Thưa quý vị và các bạn, khi đi du lịch thì ít người chọn phương tiện xe lửa vì lo ngại tốn nhiều thời gian cho cuộc hành trình hoặc sẽ có cảm giác buồn chán khi phải ngồi lâu trên xe. Tuy nhiên, ở Nhật Bản thì việc đi du lịch bằng xe lửa lại đang trở nên phổ biến. Các công ty đường sắt ở Nhật Bản đã nỗ lực khắc phục những nhược điểm của các chuyến hành trình dài bằng xe lửa khi cho ra mắt những dịch vụ tiện nghi cao cấp ngay trên xe. Và các dịch vụ mới trên xe lửa cũng giúp cho du khách có được những trải nghiệm tuyệt vời và những ấn tượng tốt đẹp trong cuộc hành trình đi du lịch ở nước này. Ngày càng nhiều du khách khi đi tham quan các điểm du lịch suối nước nóng ở khu vực ven biển của Nhật Bản tại tỉnh Ishikawa đã chọn phương tiện xe lửa du lịch Hanayume Noren. Không giống như xe lửa thông thường, các toa của xe Hanayume Noren được thiết kế đặc biệt tinh tế. Các vật dụng màu sắc và cách trang trí bên trong trông giống như không gian thu nhỏ của các phòng trong một khách sạn sang trọng, mang đậm nét văn hóa Nhật Bản. Phần lối đi giữa các toa xe còn được lát đá theo phong cách của những đường mòn thường thấy trong các khu vườn ở xứ sở hoa anh đào. Với tiêu chí mang đến cảm giác thoải mái cho du khách, đội ngũ nhân viên trên xe phục vụ rất ân cần, chu đáo. Các nhân viên cũng tạo điều kiện để những ai có nhu cầu giao lưu có thể làm quen với những bạn đồng hành khác trên xe. Chẳng hạn như hai cặp vợ chồng này, họ đã trở thành bạn bè của nhau, nhờ đó mà kỳ đi du lịch của họ trở nên thú vị hơn và đáng nhớ hơn. Trước khi tham gia chuyến du lịch này, chúng tôi chưa hề quen biết nhau. Không gian ở đây rất thoải mái, các nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và hiếu khách. Với những đổi mới về phong cách, dịch vụ xe lửa du lịch Hanayume Noren đang trở thành lựa chọn của rất nhiều người khi đi du lịch suối nước nóng ở Nhật Bản, đặc biệt là những người ở tuổi trung niên cao niên. Theo một thống kê mới đây của công ty đường sắt Tây Nhật Bản, chỉ trong 6 tháng đầu sau khi đi vào hoạt động, dịch vụ này đã đón tiếp hơn 20.000 lượt du khách. Dịch vụ này đã phổ biến nhanh hơn sự mong đợi của chúng tôi. Một số người thậm chí đã chọn dịch vụ của chúng tôi hơn 10 lần. Ngoài ra, xe lửa siêu tốc Shinkansen cũng đang được đổi mới để đóng vai trò lớn hơn trong ngành du lịch của Nhật Bản. Một trong những nhược điểm lớn nhất của phương tiện giao thông này là du khách hầu như không thể chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình bên ngoài. Yếu điểm này mới đây đã được khắc phục bằng hệ thống kính đặc biệt ở cửa sổ, giúp hành khách có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của cảnh vật bên ngoài. Xe lửa siêu tốc Genbi Shinkansen ở tỉnh Niigata mới đây còn tiến hành đổi mới cách trang trí từ bên ngoài đến bên trong theo phong cách đậm chất nghệ thuật,
giúp du khách có cảm giác như đang lạc vào không gian của một cuộc triển lãm về nghệ thuật của Nhật Bản. Các bức tranh và hình ảnh trưng bày ở đây rất độc đáo, tôi rất thích chúng. Không gian ở đây như một phòng tranh di động. Chuyến đi này của tôi không buồn tẻ một chút nào. Toa xe phục vụ nhu cầu ăn uống của hành khách cũng được thiết kế xinh xắn. Tại đây, du khách có thể thưởng thức một số món bánh nổi tiếng của địa phương. Với những dịch vụ mới tăng cường sự tiện nghi, hấp dẫn của các chuyến hành trình bằng xe lửa, các công ty đường sắt bày tỏ hy vọng hành khách sẽ có được những ấn tượng đẹp khó phai trong suốt hành trình du lịch. Việc phát huy tiềm năng du lịch bằng đường sắt tại Nhật Bản cũng được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của ngành du lịch ở xứ sở Phù Tang. Chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay xin được tiếp tục với các tin tức thể thao và sau đây là những nội dung chính. Kết quả đáng thất vọng tại Copa America khiến huấn luyện viên Dunga bị sa thải ngay lập tức và Liên đoàn bóng đá Brazil đã tìm kiếm người thay thế. Cổ động viên Anh đụng độ với cảnh sát tại thành phố Lille. Nga thất bại và có nguy cơ bị loại trong khi chủ nhà Pháp đã cầm được chiếc vé đầu tiên vào vòng sau của Euro 2016. Thưa quý vị, những cơn mưa đã làm gián đoạn các trận đấu tại giải quần vợt Asian Championship. Tuy nhiên, thời tiết cũng đã có những chuyển biến tích cực và các tay vợt đã hoàn thành vòng đấu đầu tiên với một số kết quả bất ngờ. Hạt giống số 3 Milos Raonic sở hữu những cú giao bóng đầy quy lực, nhưng anh vẫn thất bại trong giải đấu đầu tiên trước tay vợt người Áo Nick Kyrgios sau loạt tiebreak. Tuy nhiên, sang giải đấu thứ hai, anh đã kịp lấy lại được phong độ để có chiến thắng 6-4. Trên đà hưng phấn, Raonic tiếp tục có chiến thắng cùng với tỷ số 6-4 trong giải đấu thứ ba quyết định, qua đó thẳng tiến vào vòng 2. Kai Esmoun, tay vợt nhận sút đặc cách của nước chủ nhà, đã gây bất ngờ khi đánh bại hạt giống số 8 Gilles Simon của Pháp với tỷ số 2-1. Tỷ số của các trận đấu lần lượt là 6-4, 3-6 và 6-1. Nhưng đồng hương của anh Dan Evan không làm được điều tương tự khi thất thủ trước Bao Henry Martil với các tỷ số 7-6, 6-7 và 6-3. Roger Federer đã không có danh hiệu nào kể từ khi bị chấn thương, khiến anh phải bỏ lỡ giải quần vợt Pháp mở rộng. Nay anh đã trở lại và tại giải quần vợt Grand Prix mở rộng, tay vợt người Thụy Sĩ được xếp hạt giống số 1. Mặc dù vậy, tài tốc hành cũng gặp đôi chút khó khăn trước tay vợt nhận được sút đặc cách Jean-Clément Stop. Anh đã có chiến thắng 2-0, 6-4 và 7-6. Ở vòng 2, anh sẽ gặp tay vợt của Tunisia Malis Yazdiri. Thưa quý vị và các bạn, không ai có thể ngờ rằng Brazil, một trong những đội bóng hàng đầu thế giới, lại phải nói lời chia tay sớm với Copa America 2016 ngay tại vòng bảng. Kết quả đáng thất vọng đó khiến cho huấn luyện viên Dunga bị sa thải ngay lập tức và Liên đoàn bóng đá Brazil đã tìm kiếm người thay thế. Theo chủ tịch của câu lạc bộ Corinthians, ông Tite, huấn luyện viên của đội, đã đồng ý lời đề nghị dẫn dắt đội tuyển Brazil. Ông Tite, năm nay 55 tuổi, đã giành được tất cả các danh hiệu cùng đội bóng Corinthians. Ông đã dẫn dắt câu lạc bộ này tới chức chủ tịch Copa Libertadores lần đầu vào năm 2012. Sau đó, Corinthians đến Nhật Bản tham dự FIFA Cup World Cup năm đó, đánh bại đại diện của châu Âu là Chelsea và lên ngôi chủ tịch. Tite rời câu lạc bộ Corinthians sau thành công, nhưng trở lại vào năm 2015 và dẫn dắt đội bóng này tới danh hiệu chủ tịch Brazil. Tại Copa America lần này, Brazil đã phải dừng bước ở vòng bảng với kết quả hòa 0-0 trước Ecuador, thắng Haiti 7-1 và thất bại trước Peru 0-1. Đây là lần đầu tiên đội bóng vàng xanh nói lời chia tay Copa America từ vòng bảng kể từ năm 1987. Thưa quý vị, nhằm tránh tình trạng quấy rối của các cổ động viên giống như trong trận đấu với Nga, cảnh sát chống bạo động Pháp đã được tăng cường và an ninh được thắt chặt, nhưng các cổ động viên vẫn làm náo loạn đường phố Lille. Rút kinh nghiệm từ Marseille, nơi diễn ra trận đấu giữa Anh và Nga, chính quyền thành phố Lille đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm đảm bảo công tác an ninh như cấm bán các loại đồ uống có cồn. An ninh được thắt chặt nhưng vẫn có hàng ngàn cổ động viên của Anh tập trung ở quảng trường trung tâm thành phố và gây rối. Các hooligan đã đụng độ với cảnh sát, buộc lực lượng chống bạo động phải dùng hơi cay. Như vậy, bất chấp những án phạt và lời cảnh báo của Liên đoàn bóng đá châu UEFA về việc trục xuất đội tuyển Anh và Nga khỏi Euro 2016, các cổ động viên vẫn làm náo loạn các đường phố tại Lille. Trở lại với các diễn biến về các trận đấu tại lượt trận thứ hai vòng bảng Euro 2016, trong cuộc so tài giữa Nga và Slovakia, đội bóng đến từ xứ sở Bạch Dương đã thất thủ 1-2 và có nguy cơ bị loại. Bộ đôi Vladimir Quest và Marek Hamšík đã có một ngày thi đấu thành công khi đóng góp hai bàn thắng trong chiến thắng 2-1 của Slovakia trước Nga.
bàn thắng duy nhất của Nga được thực hiện bởi Lusakov ở phút đá thứ 80. Trong khi đó, ở bảng A, đội chủ nhà Pháp đã có trận thắng thứ hai mang ý nghĩa quan trọng trước Albania. Đội bóng của huấn luyện viên Deschamps đã thi đấu bế tắc trong phần lớn thời gian, nhưng rất may vào những phút đá cuối cùng, Antoine Griezmann và Dimitri Payet kịp tỏa sáng giúp đội chủ nhà có chiến thắng 2-0. Qua đó, Pháp trở thành đội bóng đầu tiên chắc suất ở vòng sau. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Rumani và Thụy Sĩ bất phân thắng bại. Rumani mở được tỷ số trước nhờ quả penalty thành công của Bostan Sanscu và Asmi Memedi là tác giả của bàn thắng của mình tỷ số 1 đều cho Thụy Sĩ. Khởi đầu Euro 2016 bằng trận hòa Nga 1-1, mặc dù chỉ thua về 1 điểm nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Roy Hodgson đã thể hiện lối chơi ấn tượng tốc độ. Nếu họ vẫn giữ được sự năng nổ đó, nhiều khả năng sẽ có được chiến thắng trước Sewell, đội bóng mà họ đã quá hiểu. Wayne Rooney được bố trí trong vai trò tiền vệ tổ chức tấn công với sự kết hợp cùng Dele Alli, Kyle Walker và Adam Lallana đã giúp những pha lên bóng tấn công của Tam Sư trở nên thanh thoát, tốc độ và nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, trận hòa trước Nga buộc anh phải thắng Sewell nhằm tránh rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Điều đó sẽ phần nào ảnh hưởng đến gánh nặng tâm lý. Hiện tại, 21 trong 23 cầu thủ của Sewell đang chơi bóng ở nước Anh. Vì thế, cả hai đội đều rất hiểu nhau. Ngôi sao sáng nhất của Sewell là Gareth Bale, chính là cầu thủ mà đội tuyển Anh cần phải để ý đến. Và khi mà Sewell bay cao sau chiến thắng ở ngày ra quân, họ sẽ rơi vào tình trạng chủ quan. Và đó chính là cơ hội để Rooney cùng các đồng đội có được chiến thắng đầu tiên tại vòng chung kết Euro năm nay. Thưa quý vị và các bạn, phần tin thể thao vừa rồi đã kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay.